Đây là hướng dẫn lắp xe EV EP2 Pro. Đấy, bây giờ mình sẽ dẫn quay giữa mọi người lắp xe về chiếc xe này. Đó. Ở đây là cửa hàng của bên mình. Chuẩn bị chuyển chưa? Chuyển đi bạn ơi, chuyển đi. Vâng, đây là hướng dẫn lắp xe EP2 Pro EV. Con này nhá, con này thì con này nó có cái khóa ở đây nhá, mình đẩy lên này. Gạt chân trống lên mình gập hai pedal vào nhá. Các bạn gỡ cái chốt kia ra. Rồi. Đẩy đầu cuối vào. Đầu cuối vào này. Thứ hai xe vào. Hạ cả xuống. Vướng chân trống. Vướng chân trống. Ok, vướng chân trống. Sau đó sẽ tháo chốt ra. Gấp đầu lại. Và chiếc xe gần như đã được gọn gàng rồi. Ok. Và khi chiếc xe gấp gọn như này thì chúng ta có thể là đưa lên những cái chiếc xe mà ô tô có dòng sedan hay là dòng SUV đều có thể vừa được. Đó, chiếc xe gấp gọn lại gần như là tối ưu hóa một nửa luôn của chủ chiếc xe. Và bạn có thể đẩy đi được. Dù gì đây là một chiếc xe đạp nên nó sẽ hơi nặng một chút, nhưng mà các bạn cũng có thể là di chuyển thuận tiện được. Một người đang di chuyển bình thường. Một chiếc xe này rơi vào tầm khoảng chừng hơn 30 cân. Các bạn tôi chưa ăn gì trong bề không khổ ấy rồi đó. Anh yên tâm đi, con này chất lắm. Ở đây là video quay thực tế và cũng như là mình không cắt ghép gì hết, khi mà mọi người hướng dẫn mọi người lắp và cũng như là mọi người gấp xe một chiếc xe EV EP2 Pro. Gấp lại thì khi mà gấp xe này khá là gọn gàng.